Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, sáng ngày 15 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức được 75 điểm bán hàng lưu động với 84 lượt xe. Trong đó có 19 điểm với 28 lượt xe bán hàng lưu động theo đề xuất của các quận huyện, gồm 1 điểm tại quận 3, quận 7 có 7 điểm, quận 8 có 1 điểm, quận 12 có 2 điểm, huyện Bình Chánh có 3 điểm, quận Bình Tân có 2 điểm, quận Bình Thạnh 3 điểm, huyện Hóc Môn 2 điểm, quận Tân Bình 1 điểm. Viettel Bus tổ chức 34 điểm với 34 lượt xe và VN Bus tổ chức 22 điểm với 22 lượt xe. Với các điểm bán do Viettel Bus và VN Bus tổ chức, hiện hai đơn vị này đã trưng dụng một phần các bưu cục tại các quận huyện để tổ chức bán các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, nước mắm, hạt nem, bột ngọt, giấy vệ sinh, bột giặt, đồ hộp. Tại các điểm bán do các hệ thống phân phối như Aeon, Bách Hóa Xanh, Sài Gòn Co-op tổ chức dạ chiến trên các vỉa hè hoặc phía trước trường học, các khu cách ly thì hàng hóa đa dạng, phong phú hơn, từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt cá, đến các mặt hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến như bánh mì, xôi. Mỗi khách hàng chỉ được mua một lượng thực phẩm nhất định, không được mua quá nhiều cùng một lúc. Giá bán thực phẩm tươi sống tại các điểm bán vẫn ổn định và ngang bằng trong các siêu thị.